Ok, hello mọi người. Rồi, trên tay mình là cái mẫu dây đeo VYTEC nha. Camera shoulder strap luôn, cái dòng dây đeo mới nhất luôn đến từ VYTEC. Họ làm rất là đẹp luôn. Thì nó có bốn màu, thì trên tay mình đang là cái màu đen. Đó, làm cực kỳ rất là đẹp. Thiết kế kiểu dáng nó cho người dùng cái cảm giác đeo rất là thoải mái và chắc chắn. Thì tải cái lực tải của này là tới 90 kg đó. Đó, rất là chắc nha. 90 kg thì thoải mái rồi, máy ảnh thì vô tư. Đó, gia công là cũng rất là đẹp luôn. Từ đường chỉ nó may rồi đến nó châu chuốt, nói chung rất là ok. Hàng VYTEC thì trước giờ mình bán mấy năm rồi, nó làm rất là ok. Rồi, nó kèm theo cho mình một cái đế play nhỏ, có thể gắn ở dưới máy ảnh. Nó tương thích với những cái hệ mà quick play của VYTEC á, những cái đế thao tác nhanh. Các bạn có thể đút cái gì đeo vào đây để bạn đeo máy ảnh luôn, vẫn bình thường nha. Thấy không? Ngay đến cả con ốc luôn, họ làm cũng đẹp nữa. Con ốc thôi, cũng có số series. Cái play thì đó nha, có số series đầy đủ luôn. Rồi nó kèm theo cho mình thêm hai cái này gọi là cái quick brick brick đó, hạt đậu ấy, thì nó sẽ màu nâu, kèm thêm hai cái móc tam giác luôn để đeo cho một cái máy ảnh khác nó sơ cua trường hợp các bạn bị mất, thì nó kèm thẳng hai cái màu đen này nha. Đó, khui ra nó sẽ có hai cái màu đen. Thì trong hộp nó có những cái gì là bạn khui ra có những cái đó nha, đầy đủ hết, hàng new hết từ hãng. Rồi đi đối với máy ảnh thì các bạn dùng rất đơn giản thôi. Đó, các bạn hãy móc xuyên qua những cái này. Đó, nó thiết kế nè. Bạn đưa dây qua bạn rút lại thôi. Đó, rất là đơn giản, dễ dùng. Mở ra nè. Bóp xuống. Đó, rất là chắc nha. Cái này thiết kế cái ngàm lên xuống nè. Đó, là kiểu cao su nè, nó mềm không phải nhựa nè, nhưng khúc này là cao su nè, rất là chắc nè. Đó, như cái này đi, thì bạn sẽ đưa qua bên này. Đưa cái dây qua xong bạn rút lại. Đó, bạn kết nối máy ảnh. Bên này cũng có nè. Đó, khung với khung là thường thường nó có hết. Đó, đưa cái đầu chui qua. Đó, này là dây rút. Đó, bạn ép vô là nó chắc luôn, cái dây này chịu lực rất là chắc nha. Không có sợ rớt đâu. Rồi. Ngoài ra thì nếu những anh mà bạn muốn đeo cái khoen này, bạn không có khung thì bạn có thể đeo vào những cái khoen này, nó có kèm theo bạn những cái móc tam giác này, bạn đeo vào bình thường thôi nha, sử dụng thì đủ hết, chứ mua là gắn thôi, không có thiếu thiết bị gì cả. Rồi, ok mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cần sản phẩm cứ liên hệ mình luôn. Bộ này mình đang dán giá 949k, tương lai có thể nó sẽ giảm hơn tí xíu, hiện tại bây giờ là giao 949, hàng lưu siêu luôn từ hãng. Ok, chuyên hàng VYTEC nha, các bạn cần cứ liên hệ mình luôn, giá cực kỳ tốt cho mọi người.